Năng lượng mà chúng ta đang sử dụng ngày nay phần lớn được tạo ra từ các nhiên liệu hóa thạch như dầu lửa, khí đốt, than đá. Các nguồn năng lượng này là hữu hạn và sẽ cạn dần theo thời gian. Năng lượng tái tạo hay năng lượng sạch là năng lượng có nguồn gốc tự nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng, năng lượng thủy triều, năng lượng thủy điện, năng lượng địa nhiệt. Nhưng dù là loại năng lượng nào thì con người cũng cần phải sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm. Sử dụng hiệu quả là khi ta dùng ít năng lượng nhất mà vẫn thỏa mãn nhu cầu. Thay vì sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt, ta chuyển sang các loại bóng đèn tiết kiệm điện hơn như đèn huỳnh quang, đèn LED vì chúng tiêu thụ điện năng ít hơn mà vẫn cho độ sáng tương đương. Sử dụng năng lượng tiết kiệm là sử dụng đúng nhu cầu, đúng lúc, đúng chỗ, không có nhu cầu thì không sử dụng. Chẳng hạn, chỉ bật đèn tại những vị trí cần chiếu sáng với độ sáng vừa đủ, khi dùng xong nhớ tắt đèn. Với máy điều hòa, chỉ nên để nhiệt độ trên 25 độ C khi sử dụng. Với dụng cụ nhà bếp, chỉnh nhiệt độ phù hợp với dung tích của nồi. Nên chọn các loại nồi có kích thước bằng hoặc lớn hơn miệng bếp và phải tắt bếp sau khi sử dụng. Với đồ điện gia dụng, nên rút hẳn phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng. Nên lựa chọn các thiết bị có kích cỡ phù hợp với diện tích sinh hoạt vì thiết bị càng lớn càng tiêu thụ nhiều năng lượng. Với bình nước nóng, nên sử dụng loại tiết kiệm năng lượng, nhớ tắt bình khi không còn sử dụng và phải lắp thêm bộ an toàn điện. Với máy giặt, nên đặt chế độ tiết kiệm khi giặt và không sử dụng chế độ nước nóng nếu không thực sự cần thiết